Đồ Câu Quang Thanh xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là tối ngày 13 tháng 6, em xin gửi đến mọi người một số cây cần Nhật Bãi gồm có chất liệu là fib và carbon. Có cần 2 khúc, cần iso, cần cán vợt, có một cái cán vợt, cần tay, dây trong ạ. Súp và số em là ở bên quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người mua hàng gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em qua số 0778873789. Mọi người mua hàng của bên em là được kiểm tra trước khi thanh toán và bên em có ship toàn quốc. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu cho mọi người từng mã hàng để mọi người tham khảo. Đầu tiên sẽ là mã số 1, là một cây cần 2 khúc 3 ngọn, phíp đỏ luôn, 3 ngọn nha mọi người. Dạng cắm gốc, tay cầm nó đây mọi người. Cái gốc nó, tay cầm nó là bằng gỗ ha. Gốc ở đây thì nó quấn chỉ nè. Phôi phíp đỏ. Dài là 1m4. Cái này có bát Fuji FS7 ạ. Cái này nó có 3 đọt. Đọt lần lượt là 21. Đọt nó là đọt tháp hết nha mọi người, tháp đặt ha. Đọt này 21. Cây này cứng tầm 30 ha, 21 nè. Rồi một đọt là 2 ly 7. 2 ly 7 là đọt màu vàng. Cây này cứng tầm 50-60. Và một đọt này là 3 ly là cây màu xanh. Đọt màu xanh này là đọt to nhất ha. Cây này cứng tầm 80 8-90 nha mọi người. Rồi 3 đọt ha, 3 đồ cứng khác nhau. Cân nặng là 340g. Phôi phíp đỏ rất là dẻo dai rồi. Số 1 350 ạ. Số 2 là một cặp cần đặt. Cần đặt là hai cây này là dài 2m4. Cây màu đỏ này là tay cầm là bằng cây cầm đó là bằng gỗ bát vặn ha. Cần đặt nha mọi người, khoen là khoen inox như thế này. Đọt là 2 ly 7, nặng 360g. Và cây này, cây này 2m4. Còn mới. Bát vặn tay cầm, tay bát vặn tay cầm là bằng gỗ ha, khoen là khoen không có lòng sứ luôn. Cây này ngọn 1 ly 9 nặng 240g. Số 2. Số 2 này em bán với giá là 200.000. Số 3 là một cặp cần rút ha. Gồm một cây 2m7 và một cây 3m6. 2m7 Suyumi. 3m6 Family. 2m7 là cây rút súp bát hãng ha. Khoen đá sứ hãng luôn. Cần này ngọn nó 2 ly 9 nặng 200g, độ cứng tầm 27-30. Và cái ISO này là 3m6 nè, bát vặn ha. Khoen là khoen ISO, khoen đá sứ. ISO khoen nhỏ, đọt 2 ly 1 nặng 220g. Và một cặp cần như thế này là cặp số 3. Cặp số 3 này giá 250.000. Free ship luôn cho mọi người nha. Số 4 ạ. Số 4 cũng là một cặp. Cặp này là cặp rút lở nè. Dòng này thì mọi người có thể lưu cũng được nè. Còn có một cây 2m1, 2m một cây 1m8 và một cây là 2m4. 1m8. Mút tay cầm là bằng mút bát hãng ha. Dòng Sofrita dài 1m8, cứng tầm 20, khoen đá sứ. Ngọn 2 ly nặng 140g và thu gọn là 72,5cm. Cây này 2m4, bát vặn tay cầm là bằng mút. Cây này của Trung Quốc sản xuất, Enjoy Spin, khoen đá sứ. Ngọn trần 2 ly 4 nặng 160g, thu gọn 87cm. Cây này tất cả là 3 lóng. Số 4, cặp này 200.000 ạ, 2m4 và 1m8, 200. Chất liệu là fib.
Số 5 là một cây cần tay chất liệu fit. Cái này là GWCF, dài 4,5 m nha mọi người. Cái này đọt nó to nè. Đọt 1 ly 8, nặng 240g. 1 ly 8, độ cứng tầm 3H, phôi cần còn bóng đẹp, nước sơn còn đẹp. Số 5, 200.000 ạ. Số 6, một cây ISO 5,4 m. Đây nó có quấn chỉ nè mọi người. Đó, nó quấn ha. Quấn chỉ cam. Dài 5,4 m của hãng Daiwa Sun Crystal, hàng nội địa Nhật. Khoan này là khoan đá sứ ha. Bu nó đây mọi người. Bu nó là không có lồng sứ. Và ba cái khoan chạy, hai khoan chạy là không có lồng sứ luôn. Và cái khoan cố định ở đây cũng không có lồng sứ. Còn lại các khoan ở dưới thì nó có lồng sứ ha. Phôi là phôi fit trong như thế này. Ngọn 1 ly 3, nặng 360g, gốc 27,5 ly. Số 6, cây này 200.000 ạ. Số 6 là tới số 7. Cây này số 7 là một cây cắn vợt nha mọi người, 3,6 m nè. Olympic, cây này cắn vợt cứng cao á mọi người. Cây cầm là quấn chỉ rất là đẹp như thế này ha. Còn rất là mới, cái này thì nó còn cái bao luôn á mọi người. Bao thì nó bị dính bụi em bỏ rồi. Cái nắp chụp Olympic luôn nha mọi người. Cán vợt này có 3 lóng ạ. Và ren này là ren 10. Cứng cao. Đẹp lắm mọi người. Còn bóng đẹp. Phôi đẹp. Nặng là 600g. Số 7 280.000. Số 8 cũng là một cây phíp nha mọi người. Cây phíp nè. Phíp đen. Chiều dài là 1 m, chiều dài là 2,1 m. Cây này là của hãng Tracemark, 2,1 m, 2 đọt Basfushi FS7 nha mọi người. Đọt này là hai cái đọt nó là đều tháp hết ha. Cái đọt trắng này á mọi người, nó mất đầu bu rồi. Cái đọt này là có khoen luôn, chứ không phải đầu bu nữa ha. Đọt mềm. Cái này đọt nó cứng có 10-15 thôi. Khoen là khoen Fuji. Đọt này 1 ly 3. Và cây này thì nó cứng là 20-30. Đọt nó là 1 ly 7 ạ. Nặng 180g. Khoan là khoan Fuji đá sứ ha mọi người. Đó. Cây này đọt tháp. Hai cây đều đọt tháp luôn. Một cây đọt mềm, một cây đọt thì cũng hơi cứng ha. Số 8 280.000 cây này. Có một cây thì nó không có đồ bu, mà bu nó là khoan luôn nha mọi người. Đây. Số 8 280. Rồi tiếp theo thì em sẽ giới thiệu là một số cây cần carbon nha mọi người. Nãy giờ thì giới thiệu đến mọi người là fit ha. Số 9 là một cây cần ISO khoan nhỏ của hãng Siustar. Basfushi FS7, dài 5,4 m, đọt số 2, 6 lóng ha. Stream. Phôi còn đẹp. Khoan là khoan Fuji đá sứ. Đọt số 2 và đọt cây này là 1,5 l, nặng 320g. Đọt 1,5 l. Trên đầu đọt này là nó có bị xước sơn nha mọi người. Đây, nó có bị xước sơn. Phôi đẹp ha. Cây này là cây số 9 nha. Dài 5,4 m, giá là 500. Số 10 là một cây 6,2 m. Cây này là cây dây trong. Dây trong trợ máy ha. Cây này mình có thể câu tay cũng được. Basfushi FS6 nè. Dài 6,2 m, đọt số 2. Dòng GFX Helico Z. Phôi nó phôi hai da sấn ha. Sơn vân Caro. Nói chung là carbon rất là dày luôn. Cây này còn rất là đẹp ạ. À. Dài 6,2 m. Ngọn của nó là 1 ly 3, nặng 260g. Cần còn rất đẹp nha mọi người. Đó. Phôi còn rất đẹp luôn. Dòng Ryobi, luồng dây trong ha. Số
Số 10, 1 triệu 50 ngàn ạ. Tiếp theo là số 11, là một cây cần ASO. Em xin lỗi, cây cần lưu chứ. Cần này là lưu dây trong. Lưu dây trong. Dài 8,6 feet. Cây này nó dài là 2m58 nha mọi người. 2m58 nè, cần của đây qua. Cần này là lưu dùng cho mấy lưu mà lưu dây trong nha mọi người, lưu dây trong ha. Đồ cứng ML, EGI là size 2.5 đến 3.5, lưu là từ 10 cho tới 21 gram, line là BE 0.6 đến 1.2. Có cốt nô 0147 1443. Đây qua. Đó. Cây cần hai da nha mọi người đây. Mình soi dưới đèn mới thấy ha. Đó, cần này rất đẹp lắm mọi người. Cũng còn đẹp ha. Đó, em soi mới thấy thằng cần hai da. Luôn ở đây là Busic nha mọi người. Luôn Busic ha. Bát của nó là bát đây qua luôn. Đọt 3 ly nặng 140 g. Đọt là 3 ly. Rồi cây này thì để cho mọi người 400 ngàn ha. Số 11 nè. Dài 2m28. ML 400. Mười hai là một cây ASO dây trong. Em xin lỗi. 12 là một cây ASO khoan lớn à, của hãng Olympic. Bát Fuji 26, dài 5m4, đọt số 5, Worldstick Svensson. Đọt số 5 nha mọi người, cứng nha. Khoan là khoan Fuji đá sứ ạ. Cần này thì ngọn của nó là 2 ly, nặng 480 g. Số 12, dài 5m4. Rồi giá là 600 cây này. Phôi cũng còn đẹp. 600 ngàn free ship ha. Phôi đẹp nha mọi người. Cây này nó có 3 nè, 6, 9 khoen. Mã số 12, 600. 13 là một cây dây trong đó nha mọi người. Dây trong 6m3. Cây này 6m3, em đo là 6m1 của hãng Nissin. Bát là bát Fuji ha. Luồn dây trong ở đây. Tem vàng xuất Nhật. Cái nó bị dính cái gì á mọi người. Cái này nó bị hụt ngọn ha. Ngọn nó là 1 ly 3 nặng 230 g. Phôi đây mọi người. Cái này phôi cũng còn đẹp. Phôi còn đẹp ha. Carbon vân trầy xước cũng không đáng kể nha mọi người. Chất liệu là carbon. Số 13 600 ngàn. Số 14 là một cây lưu hai khúc, chất liệu carbon, lưu UL, khoen hãng ha, khoen đá sứ hãng, bát là bát vặn như thế này, tem vàng xuất Nhật. Cây này là của hãng hãng gì đây? Metabolis, dài là 1m8, độ cứng UL, dùng cho máy đứng. Lưu là từ 0,8 đến 4 g, line là từ 2 cho tới 4 lb. Khoen là khoen đá sứ ha. Đá sứ hãng như thế này. Phôi là phôi carbon trơn. Đọt 1 ly rưỡi ạ. Nặng là 90 g. Số 14, 350 cây này. Phi ship luôn. 15 là một cây 2 khúc. 2 khúc này là dạng carbon nha mọi người. Carbon pha nè. Chiều dài của cần này là 2m1. Độ cứng 80 mali. Sản xuất tại Malaysia của hãng Ryobi. Khoen là khoen Fuji biển ha, khoen Fuji đá sứ nè, tay cầm là bằng mút. Bát là bát Fuji 22. Đọt 3 ly 3. Đó, cái này đọt 3 ly 3. Độ cứng thì 80. Cân nặng là 380 g. Số 15. Số 15 này giá là 500. Số 16 là một cây ASO khoen nhỏ của hãng Mastas, có hơi bị trầy xước, bát Fuji FS6 ha. Cây này 5m4, em đo là 5m2, đọt số 2. High power new.
Cây này của Hàn Quốc sản xuất nha mọi người. Hàn Quốc ha, dài 5m2. Khoen là khoen Fuji đá sứ. Cây này ngọn là 1 ly 3, nặng 220g. 1 ly 3 nha mọi người. Lóng thứ 2, lóng thứ 3, lóng thứ 4, thứ 5, thứ 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lóng tất cả nha mọi người. 6 lóng à, ủa sao cái lóng này giống, không coi cái đít. 6 lóng tất cả, nặng 220g à. Số 16 à, cây này giá 400 ngàn nha mọi người. 400 phi ship. Tem vàng xuất Nhật ha. 16, số 17 là một cây ISO khoan lớn. Cây này của hãng NFT. Dài 5m4, em đo cây này còn 5m à. Cây này bị hụt ngọn, 6 lóng ha. Có bị trầy xước, bát là bát Fuji 28 bạo lực. Khoen Fuji đá sứ. Cây này có 3 nè, 6, 8 khoen. Cây này bị hụt ngọn và đọt, bây giờ nó là 1 ly, 2 ly rưỡi luôn ạ. À. Rồi, cây này 2 ly rưỡi thôi. Đọt to bằng cần lục. Phôi cần có hơi bị cũ theo thời gian. Có bị xước ở phôi này nha mọi người. Đây, cây này hơi xước ở cái lóng thứ 2 ha. Còn các lóng khác thì nó có hơi trầy. Rồi cây này là cây số 17 ạ, giá 480, 5m. 18 là một cây ISO khoan nhỏ của hãng Sensi Tree Grip. Dài là 5m3, em đo là còn 5m3. Đọt số 1, bát Fuji FS6 là tem vàng xuất Nhật luôn. Khoan là khoan Fuji đá sứ ha. Cây này ngọn là 1 ly 3, nặng 200g. Lóng thứ 3. Cái này nó khô cái khoan này thôi. Cái này mình dán là mình lấy keo mình dán được, keo 502 á mọi người. Mình xài thời gian nó khô thì mình dán làm vào giúp em nha. Rồi cây này là cây số 18 ạ, giá 380 ngàn. Cây số 19 là một cây ISO khoan lớn ạ. ISO khoan lớn chất liệu là carbon. Cây này bát vặn nè, của hãng Promarine ha. Dài 4m rưỡi, đọt số 3. Khoan là khoan đá sứ hãng. Ở đây nó hơi bị rỉ nhẹ, hơi bị rỉ luôn mọi người, rỉ nhiều luôn. Này nó bị rỉ cái vòng ở đây. Ngọn cây này là 2 ly, nặng 300g. Cái này em đo là còn 4m4 ha mọi người. Về mọi người xả cần tay mình câu cũng được. Đây, có hơi trầy xước ha. Rồi lóng này có trầy nè mọi người. Rồi cây này là cây số 19 nha. Giá 240 ngàn thôi nha mọi người. 240 ngàn, số 19, chất liệu là carbon. 20 là một cây cần dây trong Honda Position của hãng Ryobi, Made in Korea, Bass Fuji. Dài 3m6, cây này bị hụt ngọn 10cm còn 3m5, cứng 30. Tem vàng xuất Nhật, luồng ở đây là luồng Busick cái đây. Bu này không phải Busick. Ngọn 2 ly 6, nặng 320g. 2 ly 6. 3 lóng ạ. À. Cây này là cây số 20, dài 3m5, cứng 30, giá 380 ngàn. Số 21 là một cây cần carbon 2 khúc. Cây này là cây lăng C nha mọi người. Lăng C 2 khúc Triple Hunter, dài 2m4, bát hãng ha. Khoen đá sứ hãng. Bát hãng, khoen hãng. Cần này thì ngọn nó là ngọn tháp. Độ cứng là 20-50. Ngọn 2 ly 4, nặng 240g. Số 21, cây này 350 cho mọi người xài nha. 350, carbon pha nè. Cũng có pha phíp, hàm lượng thì không biết có bao nhiêu. Số 21, 350. Số 22 là một cây súp Ultra Celeste, Hàn Quốc sản xuất, dài 4m5 ha. Có hơi bị xước. Bát Fuji FS7, West Snow. Khoen là khoen Fuji đá sứ. Cái này ngọn 2 ly 6, nặng 460g. Cái này độ cứng tầm 25. Có hơi trầy xước nha mọi người. Kéo ra kéo vào thời gian thì nó cũng có trầy xước. Đó. Có hơi trầy ha. Có hơi bị dính keo vài chỗ, về mọi người vệ sinh giùm em. Số 22, cây 4m5 này có giá 450.
23 là một cây súp 3m9 sea front. Cây này là dài 3m9, độ cứng 20, fry spin, bóng lóng máy in Korea bass Fuji FS7 ạ. Khoen này là khoen Fuji đá sứ và các lóng thì nó cũng có hơi trầy xước nhẹ thôi nha mọi người. Lóng 2 nè, lóng 3 đây. Lóng thứ tư là lóng ngọn. Và cây này ngọn của nó là 2 ly 4, nặng 340g, số 23 450. 24 là một cây rút dây trong dài 2m, dài 3m6, cây này 3m6 nha mọi người, cứng 50 nè. Dòng Ryobi luôn. Tem vàng xuất Nhật, bass là bass của hãng ha. Đọt 4 ly 4 nha mọi người, đây là luồng đó đây. Nó thiết kế như vậy nha mọi người. Luồng bu xích luôn nè. Độ cứng 50, đọt to 4 ly 4, nặng 370g. Số 24 ạ. Số 24, cây này giá 450.000. Nó có 3 lóng tất cả. 450.000 free ship ha, số 24. Rồi. Em xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi ha. Mọi người mua thì cứ nhắn giùm em mã hàng. Em xin chào và cảm ơn tất cả mọi người ạ.